12 nhân viên á thầy, 12 nhân viên thì cái như thầy nói là bốn cửa vào đạo, thì bốn cái cửa đó thầy dạy cho con là bốn cái cửa nào vậy thầy? Nó bốn cái nơi đi vào đạo đó, tức là một khi mình vào cái cửa vô minh đó thì tức là mình phải minh, mà minh đó thì cái minh tức là cái mình triển khai cái tri kiến hiểu biết của mình nhân quả. Nên khi mà cái tri kiến mình hiểu biết nhân quả, tất cả mọi hành động sống hàng ngày của mình chung đụng với mọi người, tất cả đều thấy biết nó là nhân quả. Mà thấy biết nhân quả thì nó đã là nhân quả thì tâm mình nó xả, mà tâm mình nó xả thì nó là giải thoát. Đó là mình vào cái cửa đó, gọi là vào cửa vô minh. Bằng cách minh, minh là sáng suốt nhận diện ra được cái nhân quả của nó gọi là minh. Đó là cái cửa trong 12 nhân duyên, mình vào cửa đó mình phá. Thành ra nó tất cả các cái duyên khác nó đều bị, nó không cấu kết nhau được, nó không hợp nhau lại được. Thành ra mình giải thoát, đó là đi vào cái cửa vô minh. Còn cái cửa mà cửa thọ là một người phải có ý chí, phải có gan dạ, tức là nó có cái sự cảm thọ đau đớn trong thân của mình, mình xem thường nó, mình coi thường nó, thì tức là nó sẽ tan dở ra. Còn nếu mình thấy nó đau nhức quá, nó khổ sở quá, thì nó càng thấy khổ sở đau nhức thì nó càng đau nhức. Cho nên cái người mà đi vào cái cửa cảm thọ là cái người phải gan dạ, mới phá vỡ cái 12 duyên của nó. Còn cái người đi vào cái cửa lục nhập là cái người đó phải sống được cư phần mồ mắt tai mũi miệng thân ý. Bởi vì nó nhập vào mắt tai mũi miệng thân ý, cho nên gọi là lục nhập. Người nào cũng có mắt tai mũi miệng thân ý, cho nên nó theo đó mà nó vào. Mà theo đó nó vào, do đó nó làm cho mình giận hờn phiền não thương ghét, tất cả mọi cái đều là làm cho mình khó. Cho nên nó tạo ra 12 duyên. Nó vào thì nó tạo ra 12 cái duyên, nó cấu kết lại, nó thành ra cái khổ. Mà mình đi vào cái cửa lục nhập đó là mình phải sống độc cư, mình phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình, không cho nó tiếp duyên ra ngoài, tức là nó không có vậy, thì nó sẽ phá 12 cái nhân duyên, nó không có hợp nhau lại được. Mà không hợp nhau lại được thì tức là mình giải thoát, không có gì hết. Vậy là cái cửa lục nhập này á, tức là sáu căn tiếp xúc với sáu trần, thì nó sinh ra ái không thầy? Nó sinh ra ái, mà chính nó nhập vào nó mới sinh ra ái. Cho nên vì vậy nó mới có thủ mới giữ gìn lại, nó mới có sanh lên, sanh già bệnh chết, nó khổ sở, nó mới hợp nhau lại. Bởi vì nó nhập vào nó mới sinh ra ái, cho nên nói mình đi vào cửa ái là đúng. Bởi vì nó vào mắt tai của miệng thân ý thì nó mới thương ghét, là nó giận hờn ở trong đó. Còn nếu nó không vào thì nó làm sao có ái, còn hiểu? Cho nên lục nhập tức là ái. Cái chính của nó là nó tạo ra cái ái. Dạ. Còn cái cửa thứ tư này, cửa sinh, anh đi vào cửa sinh không? Mà cái cửa sinh nó là cái đời sống của mình. Cho nên Đức Phật nó đi vào cửa sinh, tức là Đức Phật ly gia cắt ái. Cho nên vì vậy mình phải trở thành một tu sĩ. Một tu sĩ đó là đi vào cửa sinh. Ví dụ cửa sinh là cái đời sống. Đời sống mình có gia đình, cha, mẹ, anh em, vợ con này kia. Bây giờ tôi cắt đứt ly gia cắt ái, tôi cắt đứt những cái cuộc sống này đi. Tiền của nhà cửa tôi bỏ hết, tôi chỉ còn có ba y một bát. Tức là tôi diệt cái đời sống. Cái đời sống mà mọi người đang tập trung vào cái đời sống, vì do cái đời sống đó mà người ta không sinh già bệnh chết. Cho nên bây giờ mình cắt bỏ, tức là mình làm như cái hình ảnh của Đức Phật ngày xưa, bỏ cung vàng miệng ngọc, vợ con đều bỏ, họ cả hết đi, còn đi sinh ăn ở một xứ khác. Cho nên cuối cùng Đức Phật đã chứng đạo. Cho nên cái duyên sinh mà mình đã cắt đứt thì nó không còn các cái duyên khác, nó cấu kết với duyên hợp lại được nữa. Cho nên ví dụ như bây giờ một người tu sĩ mà bỏ hết còn bị sinh văn, bị sinh ăn văn, thì nó không còn các cái duyên kia hợp lại được. Cho nên 12 duyên nó tự nó rã, cho nên vì vậy mà vào cửa sinh. Cho nên bốn cửa vào để mà phá vỡ 12 cái nhân duyên. Như vậy ba cái cửa trước thì đó là mình phá vỡ, đến cái cửa sinh này là cái cửa cuối cùng. Cuối cùng mà mình diệt được thì tức là mình làm chủ được sự sống chết của mình.
khi mình tu tập mà cái 12 nhân duyên nó không có hợp nhau được thì mình cứ sống đúng, ví dụ bây giờ mình sống đúng cái duyên này, cái duyên sanh đi, tức là mình diệt cái duyên sanh đi, mình bỏ đó, mình sống ba y một bát nhị sinh lên, mình sống mình không cần tu một cái pháp nào khác hết, không cần tu pháp nào khác mà mình thấy an vui ở trong cái sự xả bỏ của mình, nó không có nhớ nghĩ gia đình con cái hay hoặc này kia nữa. Chứ còn nó nhớ nghĩ thì đó là mình đã ức chế nó rồi, còn mình đã bỏ rồi thì khi mà nó khởi những cái niệm mà nhớ nghĩ thì ta ý diệt nó liền. Cho nên vì vậy mà 12 nhân duyên nó sẽ bị rã, nó không có thiết kết hợp duyên hợp lại được. Từ đó thì cái tâm mình nó sẽ bất động thanh thản an lạc vô sợ. Mà tâm bất động thanh thản là do sự nó là cái niết bàn, trong khi chúng ta sống cũng như khi mà chúng ta chết đều là ở trong cái trạng thái bất động đó. Cho nên đi vào cái duyên sanh tức là mình bỏ cái sự sống của cuộc thế đời thế gian mà đi vào cái cuộc sống của đạo, cho nên bỏ sạch đó, đó là cái duyên sanh. Như vậy thì thầy 12 cửa vào đạo giống như 12 nhân duyên đó thầy, thì thầy nói là có 4 cửa đi vào đạo, tức là vô minh, rồi thọ, rồi ái và sanh. Thì theo thầy thì cái cửa nào đi vô nó nhanh nhất thầy? À, cái cửa mà đi vào mà dễ nhất là cửa sanh. Mình phải đi vào cái hình dáng của